Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị đang theo dõi kênh hai căn nhà rất là gần với lại chợ Tổ Năm Yên Nghĩa. Từ cái vị trí căn nhà này nó cách với bến xe Yên Nghĩa chỉ 1 km thôi mọi người ạ. Đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần như với cái vị trí căn nhà này cách với chợ Tổ Năm, chợ Dân Sinh ấy mọi người, nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 150m thôi. Gần ở đây thì có trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại rất là thuận tiện. Cách với đường Tố Hữu Lê Văn Lương nó chỉ khoảng tầm 2 km, giao thông đi lại khá là ok, gần với bến xe này, gần với tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đi lên tới Tố Hữu này. Thì mọi người đi làm hiện tại ở khu vực quận Hà Đông, ở bên phía Hà Đông hoặc là bên Nguyễn Trãi Thanh Xuân hoặc là cái đường Lê Văn Lương kéo dài thì rất là ok. Căn nhà này diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng quý vị ạ. Hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại thì nó khoảng tầm 70m nha mọi người. Đây là vị trí thực tế ngõ trước nhà. Đấy, thiết kế ngôi nhà xây dựng 5 tầng đã được hoàn thiện xong hết cả 2 căn. Và mời người theo em vào cái căn đầu tiên em muốn giới thiệu tới mọi người. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m1 mọi người ạ. Hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế thì căn nhà này thiết kế rất là đơn giản, hợp lý. Cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà đây mọi người nhá. Căn nhà này thiết kế nó có phần rất là khác biệt đây. Cửa chính của ngôi nhà thì ở đây là một cửa gỗ, ở bên này có một cái cửa sổ thì cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sân tĩnh điện. Và phần Ngọc Ánh ở đây đang đứng thì đó là tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện đã được xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60, trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, phần sơn, thiết bị vệ sinh hoàn thiện về phần cơ bản của cái ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện gần như là xong hết rồi. Giá chào bán ngôi nhà này 2.350.000.000 đồng bao toàn bộ phí thuế và có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu mọi người nha. Cái phần tầng 1 ngoài cái phần phòng khách thì ở đây còn một phòng bếp mọi người ơi. Với cái không gian phòng bếp này thì cũng rất là thoáng. Với cái diện tích 30m của ngôi nhà thì cái phòng bếp nó cũng không phải quá to mọi người ạ. Nói chung là nó đáp ứng đầy đủ cái công năng cho mọi người sử dụng. Còn cái chất liệu của tủ bếp này thì thiết kế là tủ gỗ sồi mọi người nha. Xung quanh bếp thì ốp gạch. Đây, gạch kích thước 30-60, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Và phụ kiện bếp đi kèm thì là chất liệu inox 304 rất là chắc chắn. Thiết kế xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở đúng là như thế luôn. Đây, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều là được lắp đặt xong hết rồi mọi người nha. Hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Cái quan trọng nhất đó là vị trí của ngôi nhà thì rất là gần. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Thì phòng vệ sinh này thiết kế đầy đủ cho quý vị về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, hệ thống lavabo và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh ở đây thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đây là cái phần phòng bếp thì chủ đầu tư có thiết kế luôn cho mình một cái quạt hút mùi ở đây mọi người nhá. Một cái hút mùi bếp đó. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite và tay vịn cầu thang như thực tế ở trên video là quý vị nhìn ở đây nó là gỗ mọi người nhá, gỗ lim. Và Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết tầng 1 của ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà nha. Và đây là phía tầng 2 của ngôi nhà Ngọc Ánh vừa đi lên thì ở đây cầu thang đi lên rất là rộng nha mọi người. Riêng cái phần cầu thang này đi lên thì Ngọc Ánh phải chia sẻ với mọi người là cái căn nhà này cầu thang gần như là rộng nhất của những cái nhà Ngọc Ánh đang quay ấy mọi người ạ. Rất là rộng luôn. Và thiết kế phòng tầng 2 như thế nào? Thì ở đây chủ đầu tư thiết kế luôn là một cái phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây. Phòng ngủ rất là vuông vắn, mặt tiền thì 3m1 mọi người ạ. Nói chung là cái mặt tiền 3m1 thì nó hơi nhỏ so với thực tế một số cái video mà Ngọc Ánh quay. Tuy nhiên nó là do cái thửa đất mà người ta mua và người ta chia ra để xây dựng rồi. Còn cái công năng sử dụng thì quý vị cứ yên tâm một điều là riêng nhà chủ đầu tư xây thì cái công năng sử dụng bao giờ cũng đáp ứng được đầy đủ cho quý vị. Trên phía tầng 2 này thì được lát gạch vân đá mọi người ạ. Vân đá màu vàng kích thước gạch 60-60. Đó, rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất mọi người ạ. Xung quanh đầy đủ ổ cắm mọi người nha. Đây này, mọi người có thể nhìn thực tế. Với cái căn nhà, cái căn phòng ngủ này thì cũng thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ điều hòa đều được kế đầy đủ rồi. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ lim. Đây, rất là chắc chắn. Phía bên ngoài hành lang đi vào thì có một phòng vệ sinh mọi người ơi. Không gian phòng vệ sinh đây rất là rộng. Bồn cầu này, lavabo này, quạt hút mùi này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Đó, căn nhà này thì rất là vuông vắn, quý vị cứ yên tâm luôn, không có lỗi phong thủy gì cả. Cửa nhà vệ sinh thiết kế cửa nhôm hệ đây.
Và tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video cùng Ngọc Ánh nha. Quý vị ơi, với tầng 3, tầng 4 thì thiết kế giống hệt nhau, cho nên trong cái video này Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tầng 2, tầng 3 thôi. Tầng 4 thiết kế y như vậy. Vậy thì lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế của cái căn nhà này nó là 3 phòng ngủ riêng biệt, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng nhà đông bắc thì cũng rất là mát mọi người ạ. Đây. Rất là mát nha. Tất cả các phòng đều được thiết kế như trên video Ngọc Ánh quay. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Khi mà Ngọc Ánh review thì đường hướng giá cả nó gần như nó gần với thực tế tới 98% rồi. Tất nhiên nó vẫn có suýt soát sai lệch nhưng mà nó rất là ít. Đó. Cái độ sai số nó rất là ít nha mọi người. Mọi người yên tâm. Còn cái phần giá cả thì khẳng định với mọi người luôn. Giá cả Ngọc Ánh đăng lên là giá của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Đây là phòng vệ sinh tầng 3. Này. Cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Mọi người có nhận ra sự khác biệt gì ở đây không? Nó chỉ khác mỗi một cái là cái ở tầng 2 thì là sử dụng cái hệ thống sen cây đứng. Và ở tầng 3, tầng 4 thì sử dụng hệ thống sen cây như này. Sen cây thường mọi người. Sen tắm thường thôi. Đó, còn thiết kế thì nói chung là đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Giá chào bán Ngọc Ánh vẫn cứ nhắc lại với mọi người 2 tỷ 350 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 5 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Riêng lên phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là sân phơi. Đây là cái phần để máy giặt mọi người ạ. Nói chung nhà Ngọc Ánh quay và bán đúng theo hiện trạng của chủ đầu tư mọi người nha. Cho nên có sao thì như thế thôi. Mọi người cứ tham khảo, theo dõi, xem kỹ video trước khi đi xem nhà cho nó chất lượng. Mọi người cũng đỡ mất công đi lại. Đó, bởi vì cũng có những quý khách hàng của em ở tỉnh mà xem được video này cũng muốn hỏi cho nó cụ thể chi tiết. Thì em review nó rất chân thành rồi. Cho nên quý vị anh chị nào mà có cân đối thì cứ cân đối thôi. Và mọi người ơi, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết căn nhà này hoặc vị trí bất động sản khác thì vui lòng liên hệ và liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại khách hàng yêu quý của Ngọc Ánh ở những video tiếp theo.